Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sống Khỏe để Thanh Điền và Thanh Ngọc chia sẻ một vài bí quyết giúp cho chúng ta chữa mắt bị sưng một cách hiệu quả. Thức dậy với một cặp mắt sưng húp, ôi bạn rất là lo lắng bởi vì chúng ta phải ra đường gặp gỡ một ai đó hoặc là đi công việc, đi làm hàng ngày. Và sau đây là một vài mẹo vặt để chúng ta có thể chữa mắt sưng một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đầu tiên là chúng ta cắt hai lát dưa chuột rồi nhúng vào trong bát nước lạnh trong vòng 5 phút. Sau đó đắp hai lát dưa chuột đó lên mắt trong vòng 10 phút. Dưa chuột dịu mát có tác dụng làm giảm chỗ mắt bị sưng. Cái cách mà đắp hai cái miếng dưa chuột lên mắt khá là quen đúng không ạ? Cách thứ hai cũng rất là quen, đó là sẽ đắp hai cái túi trà lọc lạnh lên trên mắt. Chúng ta sẽ lấy hai túi trà lọc ngâm vào một cốc nước lạnh trong khoảng 1 phút, sau đó vắt cho ráo, rồi gói vào một cái khăn giấy ăn, đắp lên trên mắt trong vòng 5 phút. Thì chất caffeine và tannin có trong túi trà sẽ giúp cho chúng ta có thể se được cái lỗ chân lông và mắt chúng ta sẽ bớt sưng. Hoặc là khi ngủ chúng ta nên chú ý nằm gối cao, hoặc là nếu nhà chúng ta có gối thấp thì nên chồng 2-3 gối lại với nhau để tránh cho việc nước mắt bị chảy xuống và giảm cái độ sưng của mắt trong mỗi sáng thức dậy. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng các đầu ngón tay để massage mí mắt trên và massage mí mắt dưới, tránh là chà sát mạnh quá thì sẽ làm mắt sưng hơn nữa. Có một lưu ý nữa là chúng ta nên cân nhắc việc giảm cái lượng muối trong thực đơn hàng ngày, cũng như là coi lại cái việc dùng rượu của chúng ta. Nếu như mắt chúng ta thường xuyên bị sưng thì nên kiểm tra cái lượng muối trong cái khẩu phần ăn, cũng như là ngưng hẳn cái việc uống rượu để mắt chúng ta có thể giãn ra và bớt sưng. Quý vị cũng có thể té nước lạnh vào mắt một vài lần, hoặc là nhúng một khăn vải vào nước lạnh rồi sau đó đặt lên mắt trong một vài phút. Nếu có thể thì hãy đặt một cục đá vào khăn lạnh rồi đắp lên phần mắt sưng. Nhiệt độ lạnh cũng sẽ làm giảm cái độ sưng của mắt.